Trời ơi, chẳng ngại là đu lên chiếc xe luôn hả? Đu lên chiếc xe này lại đi Sơn Hà. Đâu đu lên coi ơi, có sao không Sơn Hà? Có sao không? Cứu quả Sơn Hà đu lên chiếc xe này cho anh coi coi. Hỏi Sơn Hà đu sao? Trời ơi, chiếc xe nhỏ vậy mà chở được Sơn Hà này coi chú. Đâu đi lại phía trước cho coi chú coi coi. Ôi ghê vậy ta. Chiếc xe nhỏ gì chở được Sơn Hà luôn. Con chú coi nè, Sơn Hà mấy ký luôn mà Sơn Hà đu lên chiếc xe nhựa này là coi chú ghê chưa. Chào cô chú đi. Trời, phóng xe lại anh hả? Trời, anh đá dữ quá, xe chạy đi luôn à. Ôi à. Bây giờ Sơn Hà chơi với anh vậy. Sơn Hà cửa xe đi nè, xe nè, cửa xe đi. Đúng rồi à. Trời ơi ghê quá. Đâu bật điện thoại lên ra gọi điện. Ơi có sao không Sơn Hà? Có sao không? Rồi giờ bật điện thoại lên gọi điện đi Sơn Hà. Thôi tạm biệt cô chú đi Sơn Hà. Tạm biệt cô chú nha. Chúc cô chú một ngày tốt lành.